nhiều khi nằm đêm không biết ai là người đẻ mình, chị mình là ai, em mình là ai, ấm mức trong lòng hoài từ nhỏ tới lớn. Mà tại sao mình phải bị đem bán đi, chị không hiểu. Con muốn con gặp mẹ, nếu mẹ còn sống thì mẹ con mình sẽ ôm vô lòng đi, để hả con không có được tuổi. Con muốn mơ ước thôi, mơ ước được gặp mẹ và gặp chị của con. Chị em mình sẽ gặp nhau, sẽ hả đoàn kết với nhau, đừng có thất lạc chia rẽ ra vậy. Gặp muốn gặp em trai luôn, chị sẵn sàng gặp em chị hả. Giờ đi khổ cực cỡ nào chị cũng hả đi kiếm nha em chị. Chị còn một đứa em trai, người chị gái chị mơ ước là ba chị em. Kính thưa quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Lê Thanh Thiện. Lê Thanh Thiện rất là vinh dự được làm cầu nối để mọi người tìm lại người thân với nhau. Và đây là chị Hoa, một người cũng đã mất lạc mất mẹ suốt hàng chục năm. Và qua chương trình của Lê Thanh Thiện, chị đã có những cái thông tin rất là vui. Mặc dù thời gian mà Lê Thanh Thiện đăng video này cũng khá lâu. Và hôm nay thì chị đã báo tin vui cho Lê Thanh Thiện, thì hôm nay Lê Thanh Thiện đến gặp lại chị. Dạ em chào chị Hoa. Dạ. Chị. Vâng, hôm nay thì em đến đây để thăm chị. Và em cũng rất là mừng khi mà với cái cầu nói của em cũng đã đem được tin vui đến cho nhiều người, và trong đó là có chị. Thì chị hãy chia sẻ lại với em với khán giả một chút xíu về cái câu chuyện tìm người thân của chị đi ạ. À, cũng như là em cũng gặp được nhờ Lê Thanh Thiện, chị cũng cảm ơn Lê Thanh Thiện nhiều mà chị mới gặp được em chị, gặp gia đình chị. Chị rất mừng. Cha mẹ chết hết, không còn ai. Từ khi hồi đó chị thắc mắc, chị cũng không biết ai là đẻ chị ra. Chị thắc mắc, chị cũng muốn tìm lắm. Chị cũng muốn tìm gặp một người đẻ mình ra, mình không biết từ đâu mình ra. Rồi giờ chị gặp được, nhìn được, mà lúc mà chị nhìn được chị mừng lắm mà. Nhưng chị xui cái là cha mẹ chị hết, không còn ai. Nhà thì chị em đông, mà có mình chị xui là chị bị cho mất đi. Dạ. Là mẹ chị, mẹ nuôi chị là nói hồi xưa là mua chị một lượng vàng đó. Là chị chỉ biết vậy thôi mà không biết mẹ là ai. Mẹ xui cũng nói là đem lại nhà là cho luôn. Là cho mà phải cho lại một lượng vàng. Là chị mới biết mẹ nuôi chị kể vậy thôi, chị biết vậy thôi. Thì về gia đình nói không có, nó cho không. Mà chị, giấy tờ chị còn nằm ở quận tư, mà vợ chị không biết sao, cách nào chị đã chi rút ra. Có đó chứng minh có cho chị một lượng vàng hay không. Yeah. Dù giờ có cho một lượng vàng mẹ mình khổ cho mình cũng được, cũng không sao. Mà chị không muốn nói quan cho mẹ nuôi chị. Dạ vâng, em hiểu rồi. Mẹ nuôi chị là không bao giờ nói quan. Mẹ nuôi chị rất thương chị, rất thương chị nhiều lắm. Đúng rồi, thực sự là công sinh và công dưỡng nó đều bằng với nhau hết. Nó bằng với nhau. Dạ. Mà nhưng chị muốn nói là sự thật. Là chị nghe mẹ chị nói vậy thôi. Mà nhưng giờ cái giấy tờ đó nó nằm trong quận tư, ở quận tư, cái nguồn gốc chị nằm ở quận tư. Mà không biết sao bây giờ mình lấy được cái giấy đó ra mới biết là sự thật, là chị là cho không hay là cho một lượng vàng. Mà như mẹ chị khổ quá, cho lấy tiền cũng không sao, mà những cái số phần của chị là chắc nó đang đuổi đông chị em, mà có mình chị thì cho thôi. Dạ, thưa chị Hoa, cũng có nhiều khán giả đã từng xem video của em. Đây là video mà Lê Thanh Thiện từng chia sẻ cái hoàn cảnh của chị Hoa cũng khá lâu, cũng gần 2 năm về trước. Thì cũng có nhiều người cũng đang rất là quan tâm đến cái chương trình tìm về nguồn cội của em, và em đang đeo đuổi với cái đề tài này. Mong quý vị hãy ủng hộ cho Lê Thanh Thiện, để Lê Thanh Thiện cùng với tất cả các anh em YouTube làm công việc này có thêm nhiều động lực, và làm việc với cái tâm không vì bất cứ lợi nhuận gì cả. Thì chị ơi, chị có thể chia sẻ lại một chút xíu về cái việc mà ngày xưa chị bị mẹ cho như thế nào đi chị? Lúc đó chị bao nhiêu tuổi và cái diễn biến của sự việc đó diễn ra như thế nào? Thì chị lúc mà chị hơi lớn lên á, thì ở xóm người ta nói nó là con nuôi, không phải con ruột có hai vợ chồng nó. Thì người ta nói vậy đó. Thì mà chị mới hỏi mẹ chị, mới nói là hồi đó mẹ sinh con mà nhưng phải cho một lượng vàng mới cho, chứ không phải sinh không. Yeah.
Thì chị biết hỏi mẹ chị trả lời vậy thôi, rồi giờ chị mới lớn lo. Chị cũng không có nghĩ gì, chị nghĩ cái đó là mẹ mình thôi chứ không có suy nghĩ gì khác, mình còn nhỏ mà. Rồi sau này đi làm ăn nuôi mẹ, tại vì mẹ tâm thần hơi tâm thần nhẹ mà. Nhưng lúc đó nhà chị rất là khổ, tại vì chị mới có 9-10 tuổi phải nuôi mẹ rồi. Dạ. Là mẹ chị hả, chị chỉ biết cơm cơm đánh bài, có tiền thì cũng bài thiệt mà. Nhưng đợi tự mẹ chị cũng buồn, ba chị chết không còn bình tĩnh nữa mà để làm ăn mấy gì vậy. Thì chị chỉ biết vậy thôi, là mẹ nói là mẹ sinh thôi. Nghĩa là mẹ nuôi chị sau này kể lại là hồi nhỏ chị được một người mẹ ruột của chị cho bà ta đúng không ạ? Là mẹ nuôi của chị có kể lại là thời điểm cho chị lúc đó chị bao nhiêu tuổi và cái tình tiết cho nó diễn ra như thế nào thưa chị Hoa? Nói là đem vô nhà ba chị em muốn bắt đứa nào bắt, là Dạ. chị nghe má chị kể vậy. Thì má chị nói chị còn con chị nữa trắng hơn chị 7 tuổi, chị 4 tuổi. Dạ. Rồi má chị nói hô 7 tuổi nó nhớ, 4 tuổi chọn, 4 tuổi nó không có nhớ. Dạ. Là chị nghe má chị kể Rồi còn là một người nhỏ hơn chị nữa là hả? vòng trên tay thằng em trai. Vâng, dạ. Có nghĩa là ba người. Đem vô thì chỉ có 3 người mà anh em đông lắm. Dạ, à đem vô để cho chọn lựa ba người thôi chứ thật ra mẹ ruột của chị rất là đông anh em. Dạ, thì rốt cuộc là mẹ nuôi của chị chọn cái đứa 4 tuổi là chị. Dạ, rồi thời điểm đó là cho việc được diễn ra ở đâu chị? Ở quận tư, Quận Tư mình luôn. quận tư Dạ, có giấy tờ cho đàng hoàng hả? có giấy tờ cho đàng hoàng, có làm giấy tờ mới lấy cái giấy tờ đó đi làm giấy khai sinh cho chị. Khi mà nghe được cái tin mà chị tìm được người thân hôm nay thì em rất là vui. Rồi thì cái chương trình của em sau đó thì gặp chị đã chia sẻ với mong muốn thời điểm đó là mẹ chị đã mất rồi. Chị chỉ có một tha thiết duy nhất là Muốn con gặp mẹ, nếu mẹ còn sống thì mẹ con mình sẽ ôm vô lòng đi, để hả con không có được tuổi. Con muốn mơ ước thôi, mơ ước được được gặp mẹ và gặp chị của con. Chị em mình sẽ gặp nhau, sẽ hả đoàn kết với nhau, đừng có thất lạc chia rẽ ra vậy. Gặp muốn gặp em trai luôn, chị sẵn sàng gặp em chị hả. Giờ đi khổ rồi, cửa nào chị cũng hả đi kiếm em chị. Nhất là khao khát gặp mẹ. Dạ vâng, thưa quý vị, ngay khi chương trình đầu tiên mới gặp chị là chị Hoa hôm nay, chị Hoa cũng đã thông tin nhanh là chị đã gặp được người thân của mình rồi. Sau khi mà chương trình của em phát lên đúng không chị? Đúng Rồi chị rồi. hãy chia sẻ thêm cái giây phút đó đi chị. Chị có nhờ Lê Thanh Thiện thì cưng cũng giúp cho chị, là cưng quay lên nhờ vậy là mà con chị mới gặp được em chị. Em chị nhìn ra chị thì chị mừng lắm, em chị cũng mừng luôn. Người em đó là người Tàu, Dạ vâng. người Tàu là hả. Tính kể là hồi đó mẹ cho, mẹ có kể lại mẹ ra, cũng như trước khi mà mẹ lớn tuổi rồi đó, mẹ muốn tìm một đứa con, là cho cũng lớn rồi, muốn tìm mà tìm hoài không được, không biết đâu tìm. Là mẹ có kể cho con nhỏ em nghe, mới diễn tả là một người chồng, hai vợ chồng không có con, mà chồng ốm cao đen, mẹ thì một người thì lùn bới đầu tóc cao lên. Là nhỏ em nghe mẹ kể là như vậy. Mấy lúc mà Lê Thanh Thiện đưa tấm hình lên, Thanh Thiện kết nối xong mà đưa tấm hình lên của mẹ ra chụp chung với mẹ đó. Nhỏ em mới nhìn ra thì mới phát ra mấy tấm hình đó, là chị em giống nhau không. Chị em là thuộc như là mấy chị em tự tụ với nhau không. Theo chị thì đến thời điểm này chị xác định bao nhiêu phần trăm Liên chính là người em ruột của mình? Chị theo mà với con Liên á, là chị chỉ nghĩ là có 50% thôi, mà mấy bà chị nhìn mấy bà chị á, giống nhau dữ lắm, là chị nghĩ chắc chắn là 80%. Dạ, Chị vậy chỉ còn thử ADN vậy nữa thì là bao nhiêu người, tổng cộng chị có bao nhiêu anh chị em? Đến thời điểm này khi mà gặp được chị Liên thì chị đã xác định chính thức là chị có bao nhiêu anh chị em? Nghe nói Liên là 7 người mà mấy chị em gái thì chị quên rồi, hình như 5 người gì đó mà Dạ. chết hết mấy người rồi. Dạ. Rồi cái cậu Út mà thời điểm còn vòng trên tay đó, bây giờ là thông tin nó có Có luôn, có còn chị thấy mặt rồi, không? À, cũng ở Việt Nam mình luôn hả? cũng ở Việt Nam mình luôn, mà mấy chị em mốm giống nhau luôn. Rất là tuyệt vời, em sẽ nếu được thì em cũng sẽ làm một cái buổi gặp gặp mặt
ngay tại phim trường của em và sẽ tiến hành bà mọi thủ tục thử ADN hết cho gia đình mình. Chị Liên chia sẻ về cái mẹ, người mẹ ruột như thế nào đến khi mà hai chị em gặp lại thì mẹ của chị còn không? Chết rồi. Chị Liên kể sao chị? Chị Liên nói là mẹ hồi đó kể là có cho một đứa nhỏ, con gái gì đó, mà nhỏ đó nó lớn rồi, là chị được 4 tuổi rồi đó. Đó là con, chị còn nhớ là nhỏ lớn rồi, hai vợ chồng bồng đi mất tiêu luôn, giờ cho người ta rồi. Là mẹ không có biết đường đâu kiếm á. Rồi mẹ chị là mất rồi, chôn hay là hỏa táng? Chôn. Cũng sẽ tạo cái điều kiện cho chị để mà chị đến mộ mẹ một lần thắp nhang, cũng như là em sẽ làm những công việc còn lại, bởi vì đây là một cái tin rất là vui đối với em. Rồi còn những cái người chị ruột kia, ngoài cái chị Liên ra, những người chị ruột á, cái chị mà 7 tuổi lúc mà cùng đi với chị là bây giờ còn không? Còn, mà hình như bà đó là ở bên Đài Loan hay bà chết gì vậy, chị cũng không rành nữa. Chị cũng chưa có hỏi chắc nữa. Mà mấy chị em nói chung ra là chị thấy giống lắm. Chị thấy giống dữ lắm mà, nhưng bây giờ nói ra chứ chắc nó không có còn như là người ở cận nhỏ xóm mình. Hồi đầu mà em đến đây em ghi hình chị đó, lúc đó là chị rất rất là làm cái niềm khao khát lớn nhất của chị là được gặp lại mẹ, được gặp lại người thân, đúng không chị? Cho đó là thường mơ ước luôn, mong mỏi, cho đó là mong mỏi, nhưng mà thường mơ ước được gặp mẹ mình đẻ mình ra. Tại vì nhiều khi người ta sách gia đình, nhìn gia đình người ta có gia đình nữa, có chị em chơi, nhiều khi người ta có chị em ta bên qua bên lợi với cha mẹ người ta lo ăn học cả, cấp sách tới trường. Còn chị thì không có được như vậy. Dạ, rồi nhưng mà đến thời điểm này đó đó, chị mong mỏi đã được đạt được cái mong mỏi đó rồi, thì chị hãy chia sẻ cái cảm giác của chị đến thời điểm này, chị thấy như thế nào và cái mong mỏi tiếp theo của chị là gì? Cái lúc mà kết nối vô gặp nhỏ em chị mừng lắm, mà nói bà già chết chị hơi buồn, tại vì không được gặp mẹ là chị hơi buồn. Rồi là chị mong mỏi là gặp mẹ nhiều nhất, là mình người xong mình ra như mình đẻ một đứa con đi, mình cũng muốn mình gặp con mình chứ đâu có muốn là không gặp con mình đâu. Thì mà một đứa con mà lớn lên mà không có mẹ biết mình bị cho gì, cứ ngồi cứ tư tưởng là như mình làm công chuyện gì vô đó thì mình sẽ quên, mà giữa lúc đó, cái không gian mà không có làm gì nữa mình sẽ nhớ. Chỉ nhớ là mình thắc mắc là ai đẻ mình ra vậy thôi, rồi tại sao mình bị cho, mà thắc mắc là tại sao chị đẻ con chị ra, chị không muốn cho con chị, mà tại sao mẹ chị dứt lòng ra. Chị cũng không hiểu. Có đôi lúc chị lấy cái hoàn cảnh của người ta chị xây vô chị, là cũng có nhiều người khổ, bạn chị khổ cũng đẻ con ra cũng cho. Chị cũng nghĩ là tự tự như vậy thôi, chị không có trách mẹ chị là gì hết, mà nhưng chị thắc mắc là mình tại sao mình không được mẹ mình nuôi, là mình bị đem cho mà không biết là sao, là người nào đẻ mình ra. Rồi thì có nhiều người hoàn cảnh như chị, người ta cũng chắc người ta thắc mắc như vậy, người ta cũng mong mỏi người ta tìm được mẹ là để gặp mặt người đẻ mình ra. Vậy thì đến thời điểm này thì nó đã đạt được rồi, thì cái mong muốn hiện tại của chị là như thế nào? Nó đạt rồi chị mừng, mà nhưng bây giờ chị cũng nếu mà tốt hơn á, nếu mà gặp gia đình rồi tốt hơn là mình không gặp luôn, biết trước như hoàn cảnh như vậy á, có nhiều người ta gặp nó mừng rỡ lắm, mà chị em thì gặp chị thấy sao đâu á, chị không có nói ra được.